Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn yêu thích trồng cây. Hôm nay mình cùng các bạn trồng cây hoa cánh bướm. Hoa cánh bướm hay còn gọi là hoa sao nháy, hoa chuồn chuồn. Nó là một dòng hoa thuộc họ cúc. Vì sao gọi là hoa cánh bướm? Vì cái bông hoa khi nở ra, cái cánh hoa nó mỏng manh như cánh bướm nên gọi là hoa cánh bướm. Loài hoa này thì người ta trồng ở trong người ta trồng ở khuôn viên công viên, nối đường đi trường học, rồi trồng những ở cái mảnh đất trước nhà thành những cái bụi hoa rất chi là đẹp. Đấy, thì đây là gói hạt của hoa cánh bướm mình mua đây. Giờ mình sẽ chút ra cho các bạn xem nhé. Đây, cho các bạn nhìn rõ nhé, hoa cánh bướm cho các bạn nhé. Tại cái hạt của nó thì rất chi là dài nhé và mảnh khảnh nhé. Cho nên các bạn mà mua về mà các bạn sử dụng thì các bạn tránh ngồi hay là va chạm vào nhé, hay tránh đè lên hạt nhé, nó sẽ gấy cái hạt này nhé các bạn nhé. Thì hoa cánh bướm thì là nó thường mọc, người ta gieo trồng thường là gieo trồng theo bụi nhé các bạn nhé. Thì các cây hoa nó nhỏ ấy, thì khi nó lên thành từng bụi á, từng bụi á, thành từng bụi hoa nó trông rất chi là đẹp nhé các bạn nhé. Còn trồng riêng lẻ thì cây nó sẽ mảnh khảnh nhé các bạn và dễ đổ. Đấy, cho nên là mình gieo nhá, mình cũng gieo theo bụi nhá các bạn nhé. Ở đây nhá thì mình có 4 chậu đất nhá, thì mình đã trộn sẵn rồi nhá các bạn nhé. Đất cũ mình tận dụng lại trộn mới cho mấy trộn mấy ít phân trâu quay mục, chúng mình thì không có phân bò để cho nó tơi xốp, mình trộn với tỉ lệ cũng ít thôi. Nếu các bạn có trấu nữa thì hoặc sơ dừa các bạn trộn vào để trồng thì nó sẽ tốt hơn nhá các bạn nhé. Nhưng mình thì là có đất gì mình dùng đất đấy. Thì cái bề mặt đất này các bạn, đất thì nó càng nhỏ càng tơi xốp thì càng tốt nha các bạn nhé, và thoát nước tốt. Đây, giờ thì mình sẽ gieo vào 4 cái chậu này nha các bạn. Thì hạt nó rất nhỏ nhé và cũng hơi màu đen đen nhé, nên các bạn nhìn hơi khó nha các bạn nhé. Thì mình gieo thì sẽ gieo thưa thưa ra một chút các bạn ạ. Mình gieo thì mình sẽ để cho cây nó lên theo bụi nha các bạn nhé. Các bạn đừng gieo dày quá nhé các bạn nhé. Gieo dày quá thì cây nó sẽ phát triển rất chi là khó nhé các bạn nhé. Đây, hạt thừa thì mình sẽ cất đi nhé các bạn. Đây, mình gieo xong rồi nhé các bạn nhé. Mình gieo cũng khá là dày nhé các bạn nhé. Nếu mà cây mà nó lên tốt quá thì mình sẽ tỉa thưa ra nhé các bạn. Đây, cây mà nên tốt quá thì mình sẽ tỉa sang chậu bớt nhé. Giờ mình sẽ phủ một lớp đất mỏng trên bề mặt nhé. Đây, mình chuẩn bị một bát đất nhỏ trước nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ phủ một lớp đất mỏng lên bề mặt. Chậu nào cũng như vậy nhé các bạn nhé. Rồi, xong các bạn tưới nước nhé các bạn nhé. Các bạn tưới nước để giữ ẩm cái bề mặt đất nha các bạn nhé. Không cần nó ướt quá các bạn ạ. Các bạn tưới nước làm sao chúng ta không cần ướt quá, chỉ bề mặt này, bề mặt đất này nó ẩm nha các bạn nhé. Cái bề mặt đất này nó ẩm để giúp hạt nó nhanh nảy mầm nha các bạn nhé. Đây, mình tưới xong rồi. Giờ chúng ta cùng chờ đợi nha các bạn nhé. Hoa cánh bướm của mình sau 3 ngày gieo nha các bạn nhé. Đây, sau 3 ngày gieo thì cả 4 chậu, chậu nào hạt giống nảy mầm lên cũng đều rất chi là tốt nha các bạn nhé. Đây, hạt giống nảy mầm lên rất tốt, rất khỏe mạnh nha các bạn nhé. Mình thì gieo khá là dày. Một số cây thì vẫn còn là đang chưa tách khỏi vỏ hạt nha các bạn nhé. Đây, cả 4 chậu, chậu nào cây nên cũng tốt nha các bạn nhé. Cây con á, nên rất tốt cho các bạn. Mình gieo thì cũng khá là dày. Cúc cánh bướm của mình sau 4 tuần gieo nha các bạn nhé. Sau 4 tuần gieo thì hiện tại có 2 chậu nhé. Đây, chậu này này, cây nên này, rất chi là tốt nha các bạn nhé. Đây, cây vươn khá là cao. Cái cúc cánh bướm này thân thân nó cũng nhỏ đó các bạn ạ,
thân nhỏ mảnh khảnh thôi các bạn ạ. Nó vươn lên khá là cao nhé, và sau đó nó vươn hoa ra nhé các bạn nhé. Đây, chậu này cũng đang lên khá là tốt nha các bạn nhé. Hai chậu này thì rất ít cây. Cái lúc mà mình gieo cúc cánh bướm thì cái hạt nó tỷ lệ nảy mầm nó rất chi là cao nha các bạn nhé. Nảy mầm rất chi là nhiều. Nhưng vừa rồi nó mưa 3-4 ngày liền đó các bạn. Thì mình để khi gieo nó nảy mầm được khoảng tầm khoảng 4-5 hôm nó nảy mầm các bạn. Nhưng sau đó thì nó khoảng mưa khoảng đợt sau nó mưa khoảng 3-4 ngày liền. Cho nên á thì cúc nó còn non các bạn. Mưa nhiều ấy, đất nó ẩm các bạn. Nó úng thân nhá các bạn nhá. Cái thân nó bị úng nhá, nó bị chết rất là nhiều luôn các bạn ạ. Ẩm quá này các bạn. Đây, có những cây này nó vẫn bị chết úng này các bạn. Đây, úng thân nhá các bạn nhá. Đây, mình nhặt vứt ra đây này các bạn. Cái nó chết rất là nhiều nhá. Do vậy là nó mới còn được ít cây như thế này nhá các bạn nhá. Nó chết nhiều cây con nhá. Đây, cho nên mình phải đem vào trong. Đây, cho nên này. Cho nên mình phải đem vào trong hiên nhá các bạn nhá. Trên nó có mái che nhá các bạn nhá. Chứ còn nếu mình để ngoài trời nữa thì khả năng mưa nó sẽ lại chết tiếp các bạn ạ. Chết úng tiếp. Cho nên khi các bạn gieo cúc cánh bướm chú ý thời tiết nhé. Khi gieo cây con này nhớ tránh mưa nhiều nha các bạn nhé. Mưa nhiều các bạn phải che chắn các bạn đậy lại nhé. Mưa ít thì không sao chứ mưa nhiều cây con nó rất dễ bị chết úng chết thối nha các bạn nhé. Cúc cánh bướm mình sau 40 ngày trồng nha các bạn nhé. Và sau 40 ngày trồng thì cây bắt đầu ra nụ hoa rồi nha các bạn nhé. Đây chậu này này cây nên khá là xanh tốt nha các bạn. Đây trên ngọn này các bạn rất nhiều nụ hoa nhé. Thì cúc cánh bướm mà mình trồng đợt này thì mình sẽ không cắt ngọn nha các bạn nhé. Mình trồng mình không cắt ngọn nhé, mình để cho nó phát triển tự nhiên nha các bạn nhé. Để phát triển tự nhiên đó, thì lúc nào cái nụ hoa đầu tiên này cũng to này, và hai nụ hoa sau thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây kể các cây khác cũng vậy nha các bạn nhé. Đây chậu này nhé, các cây cũng bắt đầu ra nụ hoa hết rồi nha các bạn nhé. Đây các cây đều ra nụ hoa hết rồi. Đây chậu này thì cũng có vài cây này phát triển nhanh này ra nụ hoa nhé. Còn một số cây chậm hơn thì nó cũng đang bắt đầu nhú nhú rồi các bạn. Cúc cánh bướm của mình sau 45 ngày trồng, sau 45 ngày trồng thì cây bắt đầu trổ hoa nha các bạn nhé. Hoa rất đẹp, hoa nhỏ nhưng rất đẹp nha các bạn nhé. Rất nhiều màu, đỏ, trắng, hồng, hồng, rất nhiều màu. Và đây là cúc cánh bướm của mình sau 50 ngày trồng nha các bạn nhé. Hoa nở rất nhiều, rất đẹp luôn nha các bạn. Rất là nhiều màu. Đây, chậu bên này cũng vậy. Đây, hoa nở rất to và đẹp. Rất nhiều màu. Đây, chậu này cũng rất nhiều hoa nha các bạn nhé. Hoa giấy đỏ của mình rất đẹp. Đây chậu bên này cũng rất nhiều hoa. Những cái nụ hoa nhỏ thì còn rất nhiều nha các bạn nhé. Đây đây nha các bạn nhé, những nụ hoa nhỏ rất nhiều nha các bạn nhé. Đây nó lên từ nách lá nhé của cây nha các bạn nhé. Thì cúc cánh bướm này nó khi còn non nha các bạn, thân nó rất chi là mỏng manh nhé. Cho nên các bạn trồng nhé, càng dày thì càng đẹp nhé các bạn nhé. Càng dày thì hoa nó càng nhiều, nó càng đẹp và cây nó tựa vào nhau nha các bạn nhé. Thì cái cúc cánh bướm này này thì nó phát triển và sinh trưởng một thời gian khá là lâu nha các bạn nhé. Cái thân này thì lúc nhỏ thì nó mỏng manh. Đây các bạn. Đây, lúc nhỏ thì thân nó còn mỏng manh nha các bạn nhé. Nay mai một thời gian nữa thân thì nó sẽ già và cứng cáp nhé. Lúc đấy thì cây nó sẽ nhiều hoa hơn nhé. Và hoa nó to hơn nhé. Nó sống được khá là lâu nha các bạn nhé. Thì đây là khi cây nó còn nhỏ các bạn. Cho nên những cái nụ hoa, bông hoa đầu tiên của nó thì nó vẫn còn đang còn nhỏ nhé. Nó chưa được to và nhiều nha các bạn nhé. Nay mai mà cây nó già và nó phát triển mạnh á, thì hoa nó sẽ nhiều hơn nha các bạn nhé.
Đây, mấy chậu bên này nữa thì nó thoáng cây nha các bạn nhé. Ngày mai cây nó sẽ to này, ngày mai cây nó sẽ to này, nó già và nó phát triển nhiều hoa, nhiều hoa hơn nha các bạn nhé. Hoa đi thì rất chi là đẹp luôn các bạn ạ. Đây, hoa rất đẹp luôn. Đây bên này thì mình còn có cái chậu cúc bàn thọ nha các bạn nhé, cũng đang bắt đầu ra hoa đây các bạn. Hoa khá là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì bấm like và đăng ký ủng hộ mình. Thì cái hoa cúc cánh bướm này thì một thời gian nữa mình sẽ cập nhật cho các bạn nhé, sẽ cái cập nhật cho các bạn sự phát triển của cây và xem cái vòng đời của cái cây hoa cúc cánh bướm này nó sống như được lâu không nhá các bạn nhé, thân nó có to không nhá các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn nhé, chào các bạn nhé.